Mùa 2 của series phim Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực The Ring of Power chắc hẳn sẽ là thứ mà nhiều bạn quan tâm trên kênh của mình, mặc dù nó sẽ không được lòng của fan lâu năm vì đã đảo lộn rất nhiều thứ, đặc biệt là về công nương Galadriel. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để cho Amazon có thể hoàn thiện thêm về tác phẩm này. Mùa 1 thì cũng như nhiều phim khác, nó chỉ như một lời dẫn chuyện, chưa phải là trọng tâm của tinh hoa, thứ mà nhiều người sẽ trông đợi hơn trong mùa thứ 2. Hiện tại thì mình đã có rất nhiều thông tin thú vị về mùa thứ 2 này, đặc biệt là nhiều tin đồn về các dự án tương lai khủng khiếp hơn cho thế giới chúa tể những chiếc nhẫn. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Mình sẽ nói rõ một chút về nguồn tin mà mình có được. Nó là một bài đăng xuất hiện vào ngày 15 tháng 1, có nêu rất nhiều chi tiết về nội dung mùa thứ 2. Mặc dù hiện tại nó đã bị xóa, nhưng cũng đã tạo ra rất nhiều các tranh luận trong vài tuần vừa qua. Những thông tin được đưa ra hoàn toàn phù hợp với những gì trước đó Amazon đã hé lộ về hậu trường hay là các cảnh quay. Và đặc biệt, nó tái khẳng định lại một giả thuyết điên rồ mà nhiều bạn sẽ không tin nổi. Đây là điều mà rất nhiều người mong chờ, nhưng nếu nó liên quan tới những gì mọi người đã thất vọng về những chiếc nhẫn quyền lực mùa thứ nhất thì có thể sẽ còn khủng hoảng hơn. Đó là việc rất nhiều người tin rằng Amazon đã bí mật có được bản quyền đối với The Silmarillion. The Silmarillion là gì thì nhiều bạn theo dõi kênh của mình lâu năm chắc cũng hiểu rõ rồi đúng không? Đó chính là phần cốt truyện hay nhất trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, nói về thời kỳ toàn bộ tiên tộc chủ động gây chiến với Chúa Tể Bóng Tối Morgoth trong gần 600 năm, tạo ra những trận chiến long trời lở đất theo đúng nghĩa đen luôn. Nơi mà chúng ta sẽ được thấy những binh đoàn tiên tộc thiện chiến nhất lên tới cả 100.000 quân, rồng thì bay khắp trời, Balrog xuất hiện trong những trận chiến cùng với những vương quốc tuyệt đẹp của tiên tộc tại kỳ thứ nhất. Đây từng là thứ mà nhiều người hằng mong ước nó sẽ được truyền thể, nhưng cụ Tolkien hiểu rõ đám làm phim sẽ đảo lộn di sản của cụ ra sao nên cụ không bao giờ chịu đưa ra. Nói tới đây thì nhiều bạn sẽ thấy suy nghĩ của cụ Tolkien đã đúng ra sao trong trường hợp của những chiếc nhẫn quyền lực rồi đúng không? Tuy nhiên Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của Peter Jackson cũng mắc lỗi tương tự mà thôi. Tất nhiên ngài thì vẫn đỉnh hơn nên không có cửa để mà chê. Vậy thì điều này có liên quan gì đến The Ring of Power? Chúng ta đều biết rằng The Ring of Power được xây dựng dựa trên phần phụ lục của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Nhưng trong phần 1 có rất nhiều chi tiết nhắc tới Valinor trong 5 phút đầu tiên thoáng qua về toàn bộ kỳ 1. Nhưng nó có quá ít thời lượng để cho khán giả thực sự xác nhận nó có liên quan tới The Silmarillion. Nhưng tới mùa thứ 2 với tập đầu tiên kể về nguồn gốc của Chúa Tể Bóng Tối Sauron thì chắc chắn nó sẽ buộc phải sử dụng tài nguyên của The Silmarillion mới có thể làm được điều này. Nên hiện tại có rất nhiều người tin rằng Amazon đã ngầm có được bản quyền của The Silmarillion từ nhà của Tolkien. Ngay từ đầu năm 2021, mình cũng có nghe được nhà sản xuất chia sẻ rằng mong muốn sẽ cố gắng giành được bản quyền sử dụng The Silmarillion và sẽ triển khai các bộ phim về The Silmarillion vào năm 2027. Tất nhiên thì vào thời điểm đó, chả ai tin nó sẽ thành công, vì ngay cả Peter Jackson muốn làm phim về Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn cũng đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể có được bản quyền, The Silmarillion thì càng không có cửa. Sau khi ông Christopher Tolkien, người thừa kế trực tiếp di sản của cụ Tolkien qua đời vào tháng 1 năm 2020, thì đang là vợ và người cháu trai Michael Joseph Tolkien quản lý tài sản, và họ thì ủng hộ sự chuyển thể lên phim hơn. Theo thông tin được tiết lộ từ giám đốc sản xuất của The Ring of Power, thì tập 1 của mùa thứ 2 sẽ là một tập độc lập, và nó dành hoàn toàn cho việc kể về nguồn gốc của Sauron, từ thời điểm Sauron vẫn còn là một vị thần toàn năng của Valinor cho tới những sai lầm trong suy nghĩ của hắn ta. Mở đầu của tập phim sẽ là cảnh Thượng Đế Eru xuất hiện và dùng ngọn lửa bí mật tạo ra Melkor, và Melkor sẽ đứng ở một chỗ quan sát Eru tạo ra những Ainu khác, ngọn lửa cùng với các Ainu sẽ có màu vàng. Ở đây chúng ta sẽ thấy hình dạng thật sự của Sauron trong dạng Ainu và sẽ là một diễn viên khác đóng. Quá trình thể hiện điệu nhạc tạo ra thế giới của các Ainu cũng sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ thấy có cả Orin xuất hiện là bản thể chính thức của Gandalf. Ở giữa phim cũng sẽ xuất hiện thêm hình dạng thật sự của Melkor và nhận chúa Ungoliant. Ngay trong mùa đầu tiên có xuất hiện một bức hình Firoth mặc áo giáp Noldor có cả mũ giáp đứng chụp tại studio. Tuy nhiên chỉ có một cảnh xuất hiện thoáng qua về Firoth trong trận chiến thịnh nộ và không hề có mũ giáp. Galadriel cũng từng tiết lộ cái chết của anh trai mình có liên quan tới Sauron, nên có thể trong tập này cũng sẽ giải thích cụ thể cái chết của Firoth dưới tác động của Sauron ra sao. Nhưng dựa theo một chi tiết về Balrog và sự tích Mithril có trong tập thứ 5 thì mình có thể đoán rằng Sauron sẽ không dễ dàng đánh bại Firoth hoặc là không muốn hao tổn sức lực nên đã tìm cách dụ Firoth vào cái bẫy, và cái bẫy đó chính là nơi trú ngụ của một con Balrog. Vì nếu xét về sự tích một chiến binh Noldor mang quyền năng mạnh mẽ đã từng giao đấu với Balrog và sức mạnh đó tạo ra Mithril, thì ngoài Firoth ra rất khó có một chiến binh Noldor mạnh mẽ và quyền năng như thế có tồn tại trong khoảng thời gian này. Sau đó, Sauron sẽ lên phương Bắc tìm kiếm Ada và tận dụng đám orc của Ada để tiến hành nghiên cứu biến đổi và cường hóa những con orc này. Ada đã lên kế hoạch đánh bại Sauron một cách bất ngờ và bằng một cách nào đó khiến cho Sauron linh đênh trôi dạt trên biển. Nó sẽ nối tiếp vào thẳng mạch chuyện trong tập thứ 2 của mùa thứ nhất, giải thích cho lý do tại sao Sauron lại mang hình dạng của con người và phải linh đênh trên biển để rồi gặp được Galadriel trong chuyến hành trình đó.
nó cũng sẽ giải thích thêm cho chúng ta hiểu rõ về xung đột giữa Sauron và Ada là gì, khi mà Ada sẽ không thể chịu nổi những thí nghiệm của Sauron lên chính những con orc mà Ada đã coi như con của mình. Các nguồn thông tin thêm mình thu thập được có nói rằng Ada trong mùa thứ hai sẽ đầu hàng Sauron và trở lại thành một thủ lĩnh thân cận của hắn, nhưng rồi đến cuối cùng thì Ada sẽ lại tiếp tục phản bội Sauron. Mùa thứ hai cũng sẽ giải quyết câu hỏi rằng làm thế nào mà người lùn sẽ có được 7 chứng nhận sức mạnh, vì Sauron sẽ đích thân trao cho họ. Sauron sẽ dùng tư cách là hầu cận bên cạnh thân thợ rèn và là Aule, vị thần đã sáng tạo ra chủng tộc này, và người lùn sẽ ngay lập tức chấp thuận hắn ta. Trước đó chúng ta cũng đã biết Celeborn, chồng của công nương Ganrel, cũng sẽ xuất hiện trong mùa thứ hai này, vì Celeborn là một mắt xích quan trọng trong sự kiện phòng thủ Eregion trước các đợt tấn công của Sauron. Nhưng có một điều mà chúng ta cần lưu ý rằng, bằng một cách nào đó, Sauron vẫn sẽ xuất hiện trở lại ở Eregion và cùng với Celeborn tạo ra 16 chiếc nhẫn sức mạnh còn lại. Bản thể Halbrand của Sauron đã bị bại lộ, thì hắn sẽ thay đổi hình dạng, trở thành một người khác hoàn toàn. Nên mùa thứ hai vẫn sẽ có một bước ngoặt với những trò xảo quyệt của Sauron. Vấn đề là tên giả mạo ở Eregion là ai? Mặc dù giả thuyết của mình có thể làm nhiều bạn bàng hoàng, nhưng mình đang nghi rằng Sauron sẽ giả dạng Celeborn để trở lại. Tất nhiên điều này cũng có nghĩa Ganrel lại tiếp tục trở thành con lừa một lần nữa khi ăn thêm phát chí mạng này của Sauron. Nhưng không phải là không có cơ sở, vì ở tập 6 của mùa 1, chính Ganrel đã thổ lộ về Celeborn cho Sauron nghe, nên không loại trừ khả năng hắn sẽ tận dụng thông tin này. Mình thì vẫn tin rằng Celeborn thật sự đang ở Lothlorien, một nơi mà vào thời điểm này trong phim thì đó là một khu vực tách biệt, nên các tiên Noldor sẽ không có nhiều thông tin. Celeborn vẫn có thể trở về để vạch trần âm mưu của Sauron. Lần này thì sẽ nhận ra Sauron dễ hơn. Mùa 1 chúng ta cũng sẽ thấy, ai chỉ cho Celeborn làm nhẫn sức mạnh thì kẻ đó là Sauron. Sang mùa thứ 2 cũng vậy, tên tiên tộc nào đồng hành cùng Celeborn làm 16 chiếc nhẫn sức mạnh còn lại thì đó cũng chính là hắn đang giả dạng. Tức là sang tới mùa thứ 2, chúng ta sẽ được thấy ít nhất là 3 hình dạng mới nữa của Sauron, chưa tính đến bản thể Halbrand đã xuất hiện ở mùa 1. Vì theo diễn viên thủ vai Halbrand thì anh cũng đã xác nhận mình đã hết vai trò khi kết thúc mùa thứ nhất. 3 bản thể còn lại sẽ xuất hiện trong mùa thứ hai, đó là hình dạng chúa tể bóng tối Sauron trong hình dạng chiến giáp hắc ám, hình dạng Maia, bản thể tuyệt đẹp ban đầu của hắn, và hình dạng một tiên tộc giả danh xuất hiện tại Eregion. Có một điều hài hước là khi diễn viên thủ vai Celeborn xuất hiện thì khá nhiều khán giả đã tạ ơn trời đất vì đã để cho Celeborn là một thanh liên. Vì trong những chiếc nhẫn quyền lực Gelgalad, Celeborn đều lớn tuổi hơn Ganrel, nên khá nhiều người sợ Celeborn cũng sẽ là một người lớn tuổi tương tự thì toàn. Celeborn được cho là sẽ xuất hiện ở những giai đoạn cuối của mùa thứ hai và sẽ được đoàn tụ với Ganrel. Và có thêm một điều đau xót hơn mà chúng ta sẽ phải chứng kiến, đó là vẫn sẽ có cảnh Celeborn bị xuyên cọc trong mùa này. Celeborn sẽ thực sự bị chặt đầu và đóng cọc khi Eregion sụp đổ, sau khi Sauron không thể khiến cho Celeborn nói ra tung tích của 3 chiếc nhẫn sức mạnh đầu tiên đã tạo ra trong mùa 1. Nên có vẻ cuộc chiến giữa Sauron và tiên tộc sẽ được tập trung vào 2 tập cuối của mùa thứ hai, nhưng cấu trúc của nó sẽ bị thay đổi khi việc Sauron rèn nhẫn chúa lại bị đưa vào sau cuộc chiến này. Mùa 2 cũng được cho là sẽ tiếp tục xây dựng một câu chuyện riêng biệt, giống như cách mà họ đã làm với người lạ kỳ bí ở mùa thứ nhất. Câu chuyện này của ai thì vẫn chưa rõ, nhưng trong đó sẽ có sự xuất hiện của Tom Bombadil và Goldberry. Thú vị ở chỗ là hai diễn viên thủ vai Tom Bombadil và Goldberry cũng chính là hai người đóng vai Melkor và Ungoliant, nên nhiều người cũng có nói vui rằng nếu Amazon cho Tom Bombadil và Goldberry là bản thể bị đại ải kiếp sau của Melkor và Ungoliant thì họ sẽ tới đấm nhà sản xuất luôn. Người lạ và Nori đi về phía đông cũng sẽ gặp một vị pháp sư khác tại đó, người này sẽ hỗ trợ cải thiện khả năng và sức mạnh cho người lạ để ông ta lấy lại sức mạnh của mình. Tức là điều này đang ám chỉ tới một trong hai vị pháp sư xanh trong nhóm Istari đang làm nhiệm vụ ở phía đông của trung địa. Theo mình biết thì Amazon sẽ xây dựng nhân vật người lạ trở thành đối thủ lớn để chống lại Sauron trong những mùa sau nữa. Mùa thứ hai vẫn sẽ là học hỏi và nâng cao sức mạnh mà thôi. Đó cũng là những chia sẻ mới nhất về mùa thứ hai của những chiếc nhẫn quyền lực. Những thông tin này có thể không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng mình vẫn có thể đảm bảo rằng 40% trong đó là có thể tin được vì nó phù hợp với kế hoạch và diễn biến thực tế của bộ phim qua những khung cảnh của hậu trường. Tiếc là trailer mùa thứ hai sẽ không xuất hiện tại Super Bowl như dự kiến, và có vẻ họ đang giữ kín như bưng về mùa thứ hai này, trái ngược hoàn toàn với cách làm truyền thông của mùa 1, nên nó cũng làm dấy lên nghi vấn sợ rằng bộ phim sẽ bị delay tới mùa xuân 2025, mặc dù nhà sản xuất vẫn khẳng định mùa 2 sẽ ra mắt vào mùa thu 2024. Nếu có thông tin chính xác và cụ thể về The Ring of Power mùa thứ hai thì mình sẽ cập nhật sớm nhất cho mọi người. Để tìm hiểu thêm về thế giới chú nhẫn, ngoài việc xem những video trên kênh thì các bạn có thể truy cập vào fanpage Tolkien Fandom Việt Nam hoặc là group chúa tể những chiếc nhẫn trên Facebook để cùng thảo luận tốt hơn nhé. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.